Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp ở nông thôn. Hôm nay Nguyễn Tất Nhiên lại đang có mặt ở thị trấn Bo, xóm Lục Đồi, thị trấn Bo, Hòa Bình để review một căn nhà biệt thự nhà vườn chữ U năm gian mái Nhật để quý vị và khán giả cùng tham khảo. Và đây cũng chính là mẫu nhà mà do chính mình tư vấn phong thủy thiết kế từ đầu. Và hôm nay sau một năm mình quay trở lại thăm công trình và cũng tặng một chút quà nhỏ cho bác khách hàng, đồng thời review lại căn nhà để quý vị cùng xem. Căn nhà này đặc biệt phù hợp với những bạn con trưởng nhà trưởng và rất phù hợp với những bác mà có đất rộng, vườn rộng ở khu vực nông thôn thì căn nhà này rất là tuyệt vời các bạn nhé. Nếu bạn chuẩn bị làm, cần tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp thì gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình lại trực tiếp đến nhà tư vấn phong thủy và thiết kế căn nhà của quý vị. Giờ mình xin trở lại màn hình chính, mời các bạn tham quan không gian của ngôi nhà. Gạp xuống dưới mới là chuẩn đúng không? Tạm dừng tí đi. Gạp xuống dưới là chuẩn đúng không? Giờ mình trở lại không gian chính của ngôi nhà, mời các bạn tham quan ngôi nhà. Mẫu biệt thự nhà vườn chữ U năm gian thì do chính mình đặt cho nó cái tên như vậy. Chứ còn thường thường thì các bạn chỉ gọi là cấp 4 hoặc là cấp 4 mái Nhật, cấp 4 mái Thái. Nhưng mình phải gọi là biệt thự bởi vì những căn nhà như vậy là căn nhà tiền tỷ rồi các bạn nhé. Và nó được thiết kế phong cách chuẩn biệt thự luôn đấy ạ. Ngôi này thì đang thiết kế theo cái phong cách là biệt thự tân cổ điển, pha trộn giữa kiến trúc của Nhật, của Việt, của châu Âu đấy. Và không gian ở bên trong là không gian thuần Việt các bạn ạ đấy. Và cái mẫu chữ U năm gian thì cái ưu việt nhất của nó chính là cái không gian phòng khách kết hợp phòng thờ rất là thoáng rộng. Cái diện tích của phòng khách này là sử dụng là 8,5 nhân với chiều sâu là 7, không tính hậu cung các bạn nhé. Và khi thiết kế hậu cung thì cái gian thờ của chúng ta nó hoàn toàn trang nghiêm, ấm cúng. Đấy. Và ở đây bác ấy đang còn thiếu cái võng và cái bức tranh, rèm hạt. Mời các bạn nhìn lên bên trên trần này. Chiều cao trần đổ mái là mình chỉ đổ mái ở trên cao thôi. Trên độ cao 6m bằng 4m1, sau đó là lên 6m mình mới đổ mái và đóng trần thu xuống là 5m. Thì khi các bạn vào trong này, nó rộng, nó thoáng như văn phòng chính phủ luôn đó. Và đây cũng chính là cái mẫu chữ U đầu tiên mình thiết kế trên kênh. Đến nay thì cũng hàng trăm mẫu rồi, nhưng đây là cái mẫu đầu tiên và cũng là kỷ niệm mà mình quay lại thăm lại khách hàng cũng như review lại để quý vị có sự tham khảo nhiều nhất. Phía bên này là 3 phòng ngủ và 1 vệ sinh chung. Đó, giờ mời các bạn đi vào tham quan thực tế nhé. Mời các bạn đi vào tham quan. Phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ số 1 đi, mình cứ tạm tính là phòng ngủ số 1 đi. Phòng này có diện tích là 13m2, 14m2 đó, và có cửa sổ hai bên đều rất là thông thoáng. Mời các bạn tham quan lại phòng ngủ tiếp, phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này cũng diện tích khoảng từ 12 đến 13m2. Phòng này nhỏ nhất, phòng này dùng cho các cháu, phòng nhỏ nhất. Và cái vế bên này là ông bà và các cháu là ở vế bên này các bạn nhé. Và đây có một vệ sinh chung này. Cái phòng vệ sinh chung này thì mình thiết kế ngay ở cái nối cầu thang đi vào. Thứ nhất là khi đóng cửa lại thì ông bà mấy các cháu là dùng chung. Và khi mà có khách thì khách cũng có thể vào đây dùng luôn, rất là tiện. Và đây chính là cái phòng của bác chủ nhà. Anh giới thiệu tên một chút cho em một chút nào. Anh tên là chào chú. Vâng. Tôi là Bùi Văn Ngọc ở khu Lục Đồi, thị trấn Bo, Kim Bôi, Hòa Bình. Vâng, bác có ưng với cái mẫu này không? Rất là cảm ơn chú đã thiết kế một cái mẫu nhà như ý. Vâng, đấy.
Cái quan trọng nhất là tìm được cái mẫu nhà ưng ý và khi xây xong hoàn toàn ưng ý. Rất cảm ơn anh. Đấy, đây chính là phòng của anh Ngọc này. Ông Ngạch, anh Ngọc ở xóm Lục Đồi, thị trấn Bo, Hòa Bình. Hai cửa sổ nhỏ hai bên, anh thấy đủ sáng để anh mở cái tủ này không? Đủ thông thoáng để chị ngồi cái bàn phấn trang điểm chỗ kia không? Chỗ kia chuẩn là bàn phấn trang điểm. Đấy. Tuy nhiên là chị cũng lớn tuổi rồi và chị chân quê, chị không thích trang điểm, thì anh chị để những cái bức ảnh như thế cũng là hợp lý cho nó ấm cúng. Và phía trước cửa rất là thông thoáng. Và góc này cũng là góc Tây Nam của ngôi nhà mà mình đã tính cho anh Ngọc ngay từ đầu. Chính là góc quan trọng, góc Tây Nam của ngôi nhà. Góc Tây Nam lại còn bên Bạch Hổ nữa là chuẩn luôn đấy các bạn nhé. Và cái phía ngoài hiên này của anh là có chiều sâu hiên là 4 mét các bạn nhé. Và ngay trong cái ý tưởng đầu tiên của mình là khi mà nhà có công việc là 3 gian, là 3 mâm ngoài hiên. Còn ở trong nhà có thể là 6 đến 8 mâm. Đấy. Xong mời các bạn sang tham quan cái phòng bếp nữa, xem là ngôi nhà của bác trưởng này thì được bao nhiêu mâm. Các bạn thấy cái chiều sâu hiên này có đẹp không ạ? Khi chúng ta thiết kế chiều sâu hiên được 4 mét như vậy thì nó rất là rộng đẹp luôn. Và cái vị trí trên này chúng ta cũng ngồi gần giống như là chòi cà phê luôn. Chúng ta ngồi ở một điểm cao này, chúng ta ngắm view sân vườn, nó quá đẹp luôn. Cột của bác là cột vuông 50 tân cổ điển, tân cổ nhẹ thôi các bạn nhé. Chỉ thể hiện và những cái đường nét thẳng phẳng và không đắp hiêu viện gì cả. Đấy, nó rất đơn giản để nó tiết kiệm. Và bên trên cái khoảng thò 5 bậc thì mình đã tư vấn cho bác là lập cái mái để nó đón nước, gần như là cái sảnh hiện đại đấy. Chứ còn chúng ta không nên lập mái tôn. Lập mái tôn là nó mất hết cái vẻ đẹp của ngôi nhà, quý vị ạ. Đấy. Và hôm nay là con ngựa sắt của NTN đây. Con ngựa sắt của NTN sẽ thường xuyên đi tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp toàn quốc và thường xuyên đi tham quan lại, thăm lại khách hàng của mình. Cũng rất mong được đồng hành cùng quý vị trong quá trình xây dựng. Giờ mời các bạn đi sang bên về bên tay trái của ngôi nhà, cũng chính là bên Thanh Long. Bên Thanh Long thì mình đã sắp xếp là khu bếp kết hợp phòng ăn, và bên này có một phòng ngủ nữa. Như vậy là nhà của bác là có 4 phòng ngủ các bạn nhé. Vẫn đảm bảo 4 phòng ngủ và có phòng ăn hiện đại luôn. Đấy. Và cửa thì rất là thông thoáng, rất là nhiều cửa rồi. Đấy. Mời các bạn tham quan cái phòng bếp phòng ăn này. Tổng khu vực phòng bếp phòng ăn này là 36 m². 36 m², bếp thẳng tưng, bàn ăn thẳng tưng, nên nguyên khối. Đó. Và cái mẫu ở trên sân Na thiết kế cho bác chàng A Tánh thì cũng có cái căn bếp như này, và cũng có một bàn ăn, cũng có một cái phản này. Ví dụ các bác thích ăn thịt chó, thích ngồi phản thì ngồi đây. Còn đại gia đình sẽ ngồi trên này. Trên này các bạn hình dung là 3 mâm. Và đây chính là cái bộ chiếu của bác ấy, mà khi đến tư vấn là mình tư vấn cho bác là khi xong là bác xẻ thành bàn ghế nguyên khối, mà cũng đúng y theo cái tư vấn ban đầu, đúng không anh? Lúc đấy là đang no là không biết là để cái bộ chiếu đấy vào đâu, nhưng bây giờ có chỗ để đẹp rồi đấy. Và khi trên một cái bếp thẳng này á thì nó cái người đứng nấu nó thoải mái hơn là bếp chị N. Bếp chị N các bạn nhìn cảm giác là nó đẹp thôi, nhưng nó rất mất diện tích. Cái bếp thẳng này của chúng ta thì tha hồ thể hiện mọi thứ luôn. Ở một cái khu vực thị trấn Bo, Hòa Bình thì em thấy cái mẫu của bác vẫn đang là số 1, chưa có mẫu số 2. Mẫu này thì em làm nhiều lắm rồi, nhưng mà ở đây khu vực này chỉ mới có một thôi. Và sau phía cuối này thì mình thiết kế một vệ sinh chung ở cái khu này. Vệ sinh chung khu này thì nó sẽ đảm bảo cho cái việc khi đi đâu về, nhà xe về có thể dùng luôn ở đây, và khu bếp ở bên này thì có thể dùng luôn ở bên này. Mặc dù rất gần phòng bếp phòng ăn nhưng nó được giấu kín vào bên trong và có cửa mở thông ra ngoài đây các bạn ơi. Đấy. Đi về nhà xe là đi vào đây, đi vào khu bếp của chúng ta rất là thuận tiện. Đấy, các bạn thấy hợp lý không? Cái phòng vệ sinh là mình giấu kín ở đây. Giờ mời các bạn tham quan phòng ngủ số 4 nhá.
phòng ngủ số 4. Phòng này rộng ngang với phòng của bác chủ tịch. Phòng này cũng là 16 mét sử dụng không tính WC. Và phòng này chính là phòng mà bác ấy thiết kế cho con trai của bác luôn. Và ưu tiên nhất luôn. Phòng này thì có WC khép kín. Đấy. Bác Ngọc là cũng rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà bác rất là tâm lý khi mà thiết kế cho con trai con dâu một cái phòng vệ sinh, phòng ngủ có vệ sinh khép kín như khách sạn luôn. Và trong phòng vệ sinh rất là rộng thoáng và đạt cái yêu cầu của phòng vệ sinh các bạn nhé. Đấy, những cái ô thoáng mà mình tư vấn đó bao giờ là lên cao kịch trần như vậy. Giờ mời các bạn tham quan tiếp nhé. Hôm nay là mình quay ngôi nhà, quay từ bên trong ra. Chút nữa cuối công trình, cuối video thì các bạn sẽ được xem mình review bên ngoài. Đấy. Cái phòng vệ sinh này của bác còn đút vừa cả máy giặt luôn đây này, quý vị này. Đấy. Rất gọn gàng, ngăn nắp, chuẩn ngôi nhà mái Nhật luôn. Giờ mời các bạn đi ra bên ngoài để tham quan tổng quan ngôi nhà nhé. Đấy. Các bạn thấy cái không gian phòng phòng bếp có hiện đại không ạ? Có Tây không ạ? Thực sự căn bếp này là căn bếp Tây rồi chứ không phải là căn bếp của thành phố đâu. Thành phố các bạn không có cái không gian để làm cái bếp như vậy đâu ạ. 35 m². Và phòng khách của bác ấy khoảng 8,5 nhân với 7, 8, 7, 56, hơn 50 m². Và có chiều cao trần phòng khách là 5,5 m các bạn nhé. Đấy. Đã làm mái Nhật chữ U 2 tầng mái thì các bạn phải đẩy lên cao như thế thì ngôi nhà nó mới đẹp. Và bên ngoài hiên là 4 m. Và khi mà có cỗ là 3 mâm cỗ các bạn nha. Đấy. Giờ mình đi ra ngoài để các bạn có cái nhìn tổng quan này. Các bạn có cái nhìn tổng quan của ngôi nhà nhé. Cảm ơn các bạn đang xem video trên kênh Nhà Đẹp NTN. Nguyễn Tất Nhiên thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới, cũng thường xuyên đi tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp toàn quốc. Nếu quý vị chuẩn bị làm nhà, cần tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp, hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ trực tiếp đến nhà khảo sát đất, tư vấn phong thủy và thiết kế căn nhà của bạn. Căn nhà này đang có chiều rộng mặt tiền của căn nhà chính là 16.9 và chiều sâu là 12.9. Mình kiêng những cái số 7, số 3. Như nói tổng thể lại nó là 17 x 13, nhưng mà mình chỉ để là 16.9 x 12.9. Và phía sau cái khoảng thò của phòng vệ sinh thì nó chính là 18.6 đó. Và đây nó là biệt thự nhà vườn mái Nhật chữ U 5 gian 2 tầng mái. Đấy. Và bên trên thì được thiết kế những cái chuồng chim để lấy gió và điểm nhấn trang trí, và cũng là cái điểm mà nó làm mát, làm thông thoáng cho ngôi nhà. Đấy. Mình đi xa dần để các bạn có một cái nhìn tổng quan nhất về ngôi nhà. Các bạn thấy có đẹp không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tới đây. Nếu quý vị thấy chia sẻ của mình hay, hãy cho mình một nút thích kênh và chia sẻ những cái video của mình để các bạn chuẩn bị làm nhà, các bạn có mẫu thực tế tham khảo. Và nếu quý vị cẩn thận hơn, cần quan tâm đến phong thủy, cần thiết kế nhà đẹp thì lại gọi cho mình nhé. Và đây dưới sân thì bác lát gạch đỏ. Nhiều bạn cũng chê là gạch đỏ nó bẩn, nhưng mà khi mà cái ngôi nhà của chúng ta trắng rồi, cái nền gạch đỏ này nó mới tôn ngôi nhà của chúng ta lên, quý vị ạ. Và dưới đây cái cổng của bác, cái độ dốc nó tương đối lớn, chính vì vậy bác đã làm cái gạch sần chống trơn để cho nó tăng cái độ bám của lốp xe hơn, nó không bị trơn trượt. Đấy. Và bên này là khu vườn, bên trái bên thanh long là mình thiết kế đường đi, khu bếp, khu vệ sinh, khu nhà xe và khu hồ bơi. Khu hồ vầy này là chiều mấy ông cháu vầy nước đây thích cực luôn các bạn ơi. Đó. Và nước nó lông lông như thế thì các cháu nó đảm bảo cái sự an toàn. Khi mà trẻ nhỏ nó hiếu động cũng làm nước sâu quá thì nó nguy hiểm. Và ít thế thì mình dễ bảo quản, dễ sử dụng. Đấy, mình zoom dần cái lùi dần phía xa để các bạn nhìn này. Ba cái cục chính này thì nó là 17. Nhưng mà đến cái cục thò đằng sau kia nó là 18.6 và chiều sâu là 12.9 các bạn nhá. Đó.
Và chiều cao của tầng 1 là 4m1, nên đến cái phần mái đổ là 6m. 6m, 5m9 gì đó. Đó. Mình đi zoom xa hết toàn cảnh để các bạn nhìn từ cổng tường rào vào. Đó. Cảm ơn quý vị đã xem tới đây. Em xin kết thúc buổi chia sẻ lại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Mặc dù đến thị trấn Bo Hòa Bình thì đã rất là nắng, rất là buổi trưa rồi. Bây giờ đang là đúng 12 giờ trưa, nhưng em vẫn phải tranh thủ quay bằng tất cả cái niềm đam mê để gửi tới quý vị và khán giả những cái thông điệp. Khi mà xây được cái căn nhà như ý, như mong muốn, nó vui lắm, nó sướng lắm. Và quan trọng hơn là xây một ngôi nhà thì em, mỗi một khách hàng của em lại trở thành những người bạn rất là yêu mến, rất là chân thành. Em rất biết ơn điều đó, rất biết ơn khán giả, cũng như rất biết ơn quý khách hàng. Em xin kết thúc buổi chia sẻ ở đây. Quý khách, quý khán giả hãy cho em những nút thích và chia sẻ video giúp em nhé, để nhiều người có mẫu nhà đẹp tham khảo. Em xin cảm ơn ạ. Phía sau khu vườn của bác vẫn còn rất là rộng đẹp các bạn nhé, cây cỏ chăn nuôi đó. Đi một vòng vòng quanh để các bạn cùng xem luôn. Đây là cái khoảng thò hậu cung này. Đấy. Đi vòng quanh rất là sạch sẽ luôn, chuẩn khu biệt thự nghỉ dưỡng luôn đây các bạn ơi. Và cũng rất phù hợp với thôn quê luôn, vẫn nuôi gà nuôi lợn thoải mái luôn, nhưng mà phân khu rõ ràng, rành mạch luôn. Xong rồi chú đánh xe vào được rồi đấy. Này, những cái chi tiết phào chỉ làm rất đẹp luôn. Em xong rồi đấy. Đấy, cứ cầm quay em bác. Đấy, ngược rồi. Đây là xem của em rồi. Bây giờ anh quay. Đấy. Rồi. Đấy, đấy. Em có muốn quà nhỏ tặng bác nhé. Đấy. Cũng rất mong là em được đi theo đồng hồ thật nhiều cho bác nhé. Cảm ơn anh.
gì các cô buổi chia sẻ này nhá. Dê ra được.